quý vị, theo tìm hiểu của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, việc khai thác cát bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Hữu Phụ, tên nhân vật đã được thay đổi, tự trang bị máy cày có kéo rơ móc, khai thác cát trong thửa đất 22 hectare của mình, rồi trở ra bán cho các điểm vật liệu xây dựng ở địa phương. Việc này giúp cho ông kiếm lợi hàng chục tỷ đồng, nhiều tiền hơn cả giá trị của thửa đất nói trên. Đáng nói, dư luận cho rằng ở vùng Sơn Mỹ này, việc hút trộm cát đang dễ hơn việc phải đi xin phép để mở mỏ khai thác khoáng sản theo quy định. Đến năm 2022, do hút cát rầm rộ, người dân phản ứng mạnh, ông Phụ bị cơ quan chức năng huyện Hàm Tân kiểm tra. Sau đó, ông cho trồng keo lại trên thửa đất, rồi làm thủ tục sang tên cho người thân của mình. Tuy nhiên, cũng tại vị trí đó, Phụ tiếp tục hút cát và biến khu vực này thành bãi tập kết khổng lồ. Từ bãi này, mỗi ngày Phụ tiếp nhận cát do các máy cày hút trộm từ các mảnh vườn lân cận mang về. Có nguồn cát khổng lồ, Phụ chở cát đến một bãi cát ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do một người khác đứng tên để cung cấp cho những người có nhu cầu ở hướng tuyến này. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy bãi chứa cát ở xã Bình Châu này rộng hàng hecta, nằm sát quốc lộ 55, gần vòng xoay xã Bình Châu, cách công trường Sa Tạc khoảng 20 km. Mỗi ngày bãi cát này tiếp nhận hàng chục xe ben loại 4 chân chở cát từ công trường Sa Tạc, mang về từ cách đó khoảng 20 km. Trong thời gian từ cuối tháng 12 năm 2023 đến nay, liên tục đoàn xe ben 4 chân chở cát từ bãi của ông Phụ đến xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc và mỗi ngày chạy khoảng 15 chuyến, mang nguồn cát khổng lồ hút trộm sang một bãi tập kết. Mỗi chuyến chở khoảng 14 khối cát, chủ xe được Phụ trả 800.000 đồng. Cũng tại bãi cát này, tháng 12 năm 2023, Công an huyện Xuyên Mộc đã kiểm tra và phát hiện chủ bãi không cung cấp được giấy phép tập kết cát san lấp tại bãi này. Tại bãi cát ở xã Bình Châu, khách từ Vũng Tàu về đây mua với 230.000 đến 250.000 một mét khối. Giá này rẻ hơn nhiều so với giá cát khai thác chính ngạch hiện hành 300.000 đồng một mét khối. Ngoài bãi cát nói trên, hàng ngày Phụ còn cho xe ben chở cát đổ cho hai bãi cát lớn khu vực Bình Châu là bãi cát của Vật liệu xây dựng Xuân Hạnh và ông Nguyễn Đăng Duy. Trở lại công trường Sa Tạc, đất nông nghiệp bị cày xéo loang lổ, biến thành hàng chục cái hồ nước sâu hàng chục mét. Hiện tại là 12 giờ trưa, tôi đang đứng trong một cái hầm cát rộng khoảng 10 hecta. Đây là một trong số rất nhiều cái mỏ cát của và những người cộng tác đào trộm trong thời gian vừa rồi. Khu vực này trước đây là những cánh đồng tràm, tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì cánh đồng tràm này đã bị đào xuống khoảng 20 mét thành những cái đống cát như thế này. Ông Trần Văn Tiến, 52 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cho biết, ông Phụ tổ chức cho hàng chục máy cày bơm hút cát ở bất kỳ thửa đất nào, cách bãi tập kết cho bán kính khoảng 1 km. Cũng theo ông Tiến, quá bức xúc trước việc làm bất chấp pháp luật này, nhiều người dân có ý kiến trực tiếp với ông Phụ, nhưng tất cả chỉ nhận được thái độ đe dọa, thách thức. Nhiều người dân bức xúc vì vườn nhà mình bỗng dưng bị múc trộm cát, biến thành những cái ao sâu hoắm, mênh mông nước, đã tố cáo đến chính quyền địa phương và khởi kiện ra tòa án. Trong khi đó, ông Phụ và những người liên quan vẫn hàng ngày múc cát trộm rồi chở về Bình Châu. Thì nó buộc nhiều mà ra đó, nó buộc mà mấy bình nước kia ra là nó buộc chứ trong này ấy, nãy mùa mưa này là nó đã sạt được rồi, mấy như bữa nay ba mùa mưa rồi nó sạt, nó trồng keo là lên chuối lên rồi nó đem tre đem đồ nó trồng chuyện nó làm gì đó mà. Ông Phạm Viết Vân, ngụ xã Sơn Mỹ, đã mua flycam về để ghi hình nhằm tố cáo ông Phụ ra chính quyền thì bị ông Phụ nhắn tin đe dọa và chửi bới nặng lời tục tiểu. Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân ở xã Sơn Mỹ bức xúc trước việc ông Phụ ngang nhiên múc cát đem bán, biến hàng trăm hecta đất nông nghiệp thành công trường sa tạc. Đất mua thì phải lấy để có giấy tờ sổ sách ra, có cắm mốc. Nhưng mà quá quá trình dịch kẹt với quá trình hồi đó thì nếu mà nói trong cái không thì nó cũng hơi cùng lắm là nó lãnh một hai hàng kéo thôi. Nhưng mà sau này xúc cát rồi, nó xúc quá rồi, quá đất thì để ai. Những người dân nơi đây cho rằng việc ngang nhiên múc, hút cát đem bán và tập hợp nhiều nhóm cùng trộm cát đã gây mất an ninh trật tự,
phá hủy môi trường sinh thái, tạo các hố sâu gây mất an toàn, đe dọa tính mạng cho người dân sinh sống quanh khu vực, đặc biệt là trẻ em. Ngoài ra, công trường còn trực tiếp gây sạt lở đất canh tác, ô nhiễm nguồn nước phục vụ nông nghiệp và gây hư hại các tuyến đường dân sinh, là những hệ quả nhãn tiền mà công trường sa tạc đang để lại ở xã Sơn Mỹ,